Chưa thể nguôi được cơn giận vì đấu thua trận Battle Dance với Kim, nhóm Superstar lập âm mưu chặn đường gây sự với Mirai, Lizzy và Nếp. Nhưng may mắn thay, ba cô nàng được Anna xuất hiện kịp thời cứu nguy. Về phần Kim, sau buổi họp đầu tiên trở về nhà, cô lại chạm trán với ông Thành, chính là người yêu của mẹ. Dù không có thiện cảm với ông, nhưng vì mẹ, Kim chịu nhẫn nhịn. Không ngờ rằng ông Thành lại là người không đàng hoàng, nhưng lúc Kim sơ ý đã tấn công cô. Liệu Kim có thể thoát khỏi tình huống này hay không? Kim và mẹ sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Này em gì? Nè! Cô tôi đây! Em nghĩ là người gì mà nói còn chẳng rõ, huống chi là hát. Hát ra lại làm trò cười cho mọi người. Nếp, em sẽ hát bài gì cho các bạn nghe? Dạ, em sẽ hát Baby đang ở mua đường đi. Chú đi. Ông làm gì ở đây vậy? Con muốn gì chú cũng chiều hết. Tránh ra đi. Em ơi. Tránh ra. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cứu con với. Con bị làm sao vậy? Sao vậy con? Mẹ. Nhưng lúc không có ai trong nhà, ông vô ôm con nữa. Điện thoại của anh hết pin. Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ vô phòng của bé anh mượn đồ sạc thôi mà. Già mồm chối cãi nữa hả? Hiểu làm cái gì mà ông vô phòng tôi? Hiểu làm cái gì mà ông ôm tôi chứ? Kim mà, chú biết là con không ưa gì chú, nhưng mà con cũng đâu đến nỗi phải vu oan cho chú như vậy. Ông thôi được rồi, anh ra ngoài trước đi, em ra nói chuyện với anh sau. Mẹ, mẹ không đủ ông ta ra khỏi nhà mình đi. Lúc nào mẹ cũng không tin con hết á. Lần này con phải cương quyết. Một là con, hai là ông ta. Phải ra khỏi căn nhà này. Thôi mà con, thôi mà. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ sẽ nói chuyện lên với chú sao nha con. Hiểu lầm hả mẹ? Lúc nào mẹ cũng lựa chọn ông ta. Thôi rồi, không có hiểu lầm gì hết. Con đi. Kim. Kim. Cô em đi đâu về khuya quá vậy? Đi đâu vậy? Để anh đưa về cho. Nè, cái người là ai? Tránh ra. Tụi anh chỉ muốn vui vẻ với em tí thôi mà. Đúng rồi. Căng quá vậy? Tụi anh chỉ muốn đưa em về, rồi sẵn mình vui. Vui vẻ cái gì? Mấy người sai rồi. Tránh ra đi, không đừng trách tôi á. Không hề sai. Anh không hề say rượu, anh say tình. Ngất mái những chén chua cay. Mày cái tên biến thái này, tránh ra. Tôi lè lên đó. Cứng. Nhưng mà anh hết. Cứng mà anh cứng hơn. Này là em gì? Nè, cô tôi dây. Thằng này mày là ai vậy? Giữa đường giữa xá, mấy anh làm cái gì vậy? Mày làm cái gì mà xen cái chuyện của tao mày? Mày ngon
nhớ mặt tao á. Em có sao không? Dạ em không sao. Cũng may là có anh xuất hiện kịp lúc á. Trời tối vậy rồi, em đi đâu đây? Em đi qua nhà bạn cũng gần đây nè. Em cảm ơn anh nhiều nha. Không có anh thì em không biết sao luôn á. Vậy em cần anh đưa em về nhà bạn không? Dạ thôi, nhà bạn em cũng gần đây à. Em tự đi được à. Ừ, thì tôi đi trước nha. Ừ. Anh là anh ơi, anh tên gì vậy? Em tên là Nam Phong. Em cảm ơn anh Nam Phong. Em là Kim ạ. Ừ, chào Kim nha. Dạ. Son fa mi re do ma 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 ma. DJ, trễ rồi, đóng cửa đi ngủ nè. Tôi biết rồi. Bạn ăn mà giỏi thôi. Kim. Kim. DJ. Khuya rồi sao bạn lại tới đây? Tôi... Thôi, có gì rồi vào nhà nói tiếp nhá. À khoan, để tôi khóa cửa cái đã. Đây, đi. Ê mấy bà, Kim tới này. Ủa, Kim? Tới chơi hả? Khuya rồi mà ba sắp một mở đôi đi đâu vậy? Nhà tôi có chuyện nên tôi phải dọn ra ngoài ở. Mà hồi nãy trên đường qua đây á, gặp hai tên say rượu. Tôi ba cũng bị sao không? Không sao. May là có người tới cứu á nên tôi mới thoát nạn. Nhưng mà đi một hồi không biết đi đâu. Chỉ nghĩ được nhà mấy bà thôi à. Hôm nay mấy bà cho tôi ngủ lại đây nha. Có gì sáng mai tôi tìm chỗ khác thuê ở. Thôi bà ở lại đây luôn đi, chứ thuê gì nữa. Ở chung với tụi tôi nè, rồi đi học chung luôn chớ vui. Ừ, vui gì thì tụi mình cũng cùng lớp mà. Bà ở đây luôn đi. Đúng rồi, ở đây cho vui. Ừ. Ha. Vậy là mấy bà cho tôi ở đây thiệt hả? Tôi cảm ơn mấy bà nhiều nha. Trời ơi, có gì đâu. Bạn bè với nhau mà khách sáo à. Thôi, đi vô tắm đi, tôi nấu mì cho ăn. Thôi, phiền bà lắm. Phiền gì đâu mà phiền. Đi tắm đi. Ê, sáng nấu cho tụi tôi luôn đi. Đói bụng quá. Ok, ai cũng có phần hết á. Thôi, bây giờ đi tắm nha, tôi dẫn bà đi. Tắm đi, tụi tôi xách đồ vô cho. Cảm ơn mấy bà nha. Wow. Nhìn hấp dẫn quá. Mấy bà mau ăn đi, không kẻo nguội là mất ngon đó. Cảm ơn DJ nha. Ngon quá à, tôi thích cái này lắm luôn á. Ngon ghê á. Ngày nào cũng được DJ nấu cho ăn. Nếu mấy bà muốn ăn thì ngày nào tôi cũng sẽ nấu. Thiệt không? Vậy thì tốt rồi. Thôi ăn, ăn đi Kim. Hôm qua anh Kim mới đăng ảnh mới, in ra cho bà rồi nè. Cảm ơn bà nhé. Đẹp trai quá à. Đây giữ đã được. Hey Ellie, hình như anh Kim kìa. Chào anh, em là Ellie. Chào em. Chào em, anh là Vinh. Ai
thì bắt tay với mấy người. Đuổi đi. Tội nghiệp chàng trai bị ăn bơ. Chào bạn, mình là Ken. Còn mình là Thành. Thằng bay thôi đi, bơ gì bơ, tao chưa đủ quê hả? Nhìn thằng Gin tán con chằn lửa nè. Thằng Gin hả? Để tao chấm mắt lên tao coi. Làm gì ngồi đây một mình vậy? Mắt mới gì tới anh? Muốn gì đây? Sao nóng vậy? Gặp anh nên tôi mới nóng á. Thì đương nhiên rồi, gặp một người soái ca đẹp trai như anh đây thì em phải nóng thôi. Nè, ê, em chưa cảm ơn anh mà. Ủa, mắc gì phải cảm ơn? Bởi vì gặp được anh chính là lý do để cho trái tim băng giá của em có thể rã đông được, hiểu không? Tôi thấy á, là anh nên vô bệnh viện tâm thần đi. Tại vì trong đó cần người hâm nóng hơn. Chứ tôi thì không có cần. Rồi đi. Nè, này chị Vin của mày. Trời ơi, ê, tao còn có số hơn nha tụi mày. Ê, thanh niên quay về, thanh niên quay về. Để cái này quê. Ây da, cái thằng điên kia, tụi bay sao vậy? Hàng bay làm mất mặt anh em tao quá. Mình nói tao mày. Mày nữa. Một thằng á thì bắt tay không bắt tay. Một thằng á thì bị con kia bị chửi điên. Cái con nhỏ đó đó, dám chửi tao điên. Tao á, phải cua cho bằng được nó. Phải làm cho nó yêu tao say đắm, hiểu không? Sau đó tao đá cho nó cú thiệt là đau. Để tao chấm mắt lên tao coi thằng bạn tao. Bằng mọi giá. Báo giá. Báo giá không? Ê, mày có thấy nhỏ kia không? Tao nghe nói nó bị điên á, không biết phải không? Còn tao á, tao nghe nói nhỏ đó bị ma ám đó. Mà hễ ai gần tới nó là bị xui xẻo theo đó. Không giao lưu hay nói gì hết. Tao chưa thấy ai xuất hiện xung quanh nó luôn á. Vậy chắc đúng nó bị ma ám rồi đó. Ừ. Thôi, tụi mình đừng né xa nó ra. Không chừng bị ma ám theo nó là khổ đó. Ê, 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 ê Kim, ê Kim. Bà có tin những gì mấy bà kia nói về Đồng Đồng không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi tin đó. Tôi cũng tin nữa nè. Tôi coi phim á, tôi thấy mấy bà vậy toàn bị ma ám không à. Bà hay quá, coi mấy cái phim tào lao rồi bị nhiễm á. Nhưng mà cũng đừng bàn tán với người ta như vậy. Lỡ mà không phải á thì tội nghiệp người ta lắm. Thầy sắp tới rồi đó. Thôi, mấy bà ông bà đi. Các em ngồi xuống. Bài tập thị giao lịch sử thanh nhạc hôm bữa các em đã làm xong chưa? Vậy tốt, sau giờ học bạn Nunu sẽ thu bài vở của các bạn lại mang lên cho thầy kiểm tra. Hôm nay lớp chúng ta sẽ học bài mới về thanh nhạc. Nhưng trước khi bắt đầu, thầy muốn mời hai bạn lên biểu diễn để cho những bạn khác phân biệt thế nào là bản năng và kỹ năng. Thầy mời Nip và Ellie. Nếp, em sẽ hát bài gì cho các bạn nghe? Dạ, em sẽ hát bài Mi Đang ở Modern Me. Nếp nè, nếu em dùng tiếng địa phương như thế này, thầy và các bạn không thể nào hiểu được. Dạ, em xin hát bài Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh. Thầy ơi, em nghĩ là người gì mà nói còn chẳng rõ, huống chi là hát. Hát ra lại làm trò cười cho mọi người. Ô uế quê mùa của âm nhạc nữa. Thầy để em hát cho thầy. Được rồi, bạn Ellie hát trước. Em xin hát ca khúc Bùa Mê thầy ạ. Gục đầu tựa vào ngực anh, nghe thời gian đứng yên. Đối với em, anh như bùa mê.
thì thầm từng lời nguyện Chúa trong bài ca ân dốc hết yêu thương cõi lòng em. Đừng ngại ngần đến với em, ta bay đi trong những giấc mộng hoang xa. Đừng ngại ngần cuốn lấy em, nâng niu giây phút chất ngất mình. Em hát hay lắm Eo Ly. So với ngày đầu tiên em học thầy á, em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đây em. Dạ. Anh đang ở đâu đây anh? Có hay về em này? Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý anh đang ở đâu? Có trở về không hay? Lạc nhau đến muôn đời rồi, ngày nhìn anh ra đi. Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em. Chẳng nghĩ đến bên say đất nắng đi không suy nghĩ. Sao bà nói vậy được? Cũng có người này người kia. Nhiều khi người tốt mà bà chưa có gặp thôi. Không tin mai up clip lên thử đi, triệu view trong coi. Vậy hả? Chứ sao? Chứ không phải là clip nào mà có Thiên Di hát cũng triệu view hả? Giờ bà phải làm sao đây? Bà ơn giúp bà đi. Nhưng mà bà nhớ tên đường nhà con bà không?